Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi văn phòng bán vé máy bay Việt Nam Mango Tours và công ty ChaCha POS là công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc Tổng thống Biden không tin tưởng chuyển giao quyền lực ôn hòa nếu như ông Trump thất cử. Tổng thống Biden hôm thứ Tư cho biết ông không tin tưởng vào việc chuyển giao quyền lực ôn hòa ở Hoa Kỳ nếu như ông Trump thua cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, khi được hỏi ông có nghĩ việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra ôn hòa sau cuộc bầu cử hay không, ông Biden nói rằng nếu như ông Trump thua, ông không tin tưởng quá trình chuyển giao ôn hòa sẽ diễn ra. Ông Trump từng ám chỉ nếu như ông ấy thua thì sẽ có đổ máu. Trong cuộc vận động tranh cử ở Ohio hồi tháng 3 vừa qua, ông Trump cảnh báo tắm máu nếu ông không thắng cuộc bầu cử. Lúc đó thì ông Trump đang nói về sự cần thiết phải bảo vệ ngành xe hơi Hoa Kỳ khỏi sự cạnh tranh ngoại quốc. Sau đó ông Trump giải thích ông đang nói về ngành xe hơi khi ông sử dụng từ ngữ trên. Ông Trump công bố sai lệch rằng ông chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Biden và bị truy tố hình sự ở Washington DC và Georgia vì tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử. Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc chạy đua tháng trước sau khi đồng nghiệp dân chủ kêu gọi ông rút lui sau cuộc tranh luận tồi tệ với ông Trump, đặt ra nhiều câu hỏi về tuổi tác và sức khỏe của tổng thống. Phó tổng thống Harris trở thành đề cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và sẽ đối diện với ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Harris và ông Walz kiểm tra khả năng tại các cuộc tuần hành ở Michigan và Wisconsin. Ứng cử viên Tổng thống Harris và ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz vào hôm thứ Tư kiểm tra khả năng với các cuộc tuần hành ở các tiểu bang chiến trường Wisconsin và Michigan. Xin chào Eau Claire, ông Walz nói với đám đông hàng ngàn người ở thành phố của Wisconsin, cách tiểu bang Minnesota của ông khoảng 130 km. Ông nói, có ứng cử viên phát âm tên chính xác có phải tốt hơn không? Hai ứng cử viên đảng Dân Chủ đang dùng các tiểu bang dao động để giới thiệu ông Walz với cử tri trên toàn quốc sau khi ông được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. Họ cũng công kích ông Trump và ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance, đặc biệt nhấn mạnh đến mối đe dọa của đối thủ với quyền phá thai. Các cuộc khảo sát cho thấy bà Harris xóa bỏ vị trí dẫn đầu của ông Trump xây dựng trong những tuần cuối cùng trong cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Biden và ban vận động của bà tràn ngập tài trợ kể từ khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống cách đây 2 tuần. Ban vận động của bà Harris cho biết họ nhận được 36 triệu đô la trong vòng 24 giờ sau khi công bố ông Walz là ứng cử viên phó tổng thống vào hôm thứ Ba. Là cựu dân biểu, ông Walz có thành tích lôi cuốn cử tri nông thôn da trắng, những người chuyển sang ủng hộ ông Trump trong những năm qua. Nhưng ông Trump và ông Vance nhanh chóng phát họa ông Walz là cực tả, tương tự cách công kích bà Harris. Công tố Arizona đề nghị đại bồi thẩm đoàn không truy tố ông Trump trong vụ cử tri giả. Đại bồi thẩm đoàn Arizona truy tố 18 người ủng hộ cựu tổng thống Trump cũng muốn cân nhắc việc truy tố ông Trump, nhưng phía công tố đề nghị không truy tố. Hồ sơ nộp lên tòa án từ văn phòng bộ trưởng tư pháp Chris Mees bao gồm cuộc trao đổi giữa phía công tố và bồi thẩm viên, những người nghe lời chứng trong 18 ngày. Trong khi đại bồi thẩm đoàn cân nhắc truy tố, một công tố viên đề nghị họ không truy tố ông Trump, viện dẫn một chính sách của bộ tư pháp trong đó không cho phép truy tố một người cùng một tội hai lần. Công tố viên không được nêu tên trong hồ sơ, cũng không biết liệu nhà chức trách có toàn bộ bằng chứng cần thiết để truy tố ông Trump hay không. Đại bồi thẩm đoàn truy tố 18 người tội làm giả tài liệu, gian lận và đồng lõa, trong đó có 11 người nộp văn bản công bố sai lệch rằng ông Trump thắng cuộc bầu cử Arizona, 5 luật sư có liên quan đến ông Trump và 2 cựu phụ tá của ông Trump. Mặc dù ông Trump không bị truy tố trong vụ ở Arizona, cáo trạng gọi ông là đồng mưu chưa bị truy tố. Cựu tổng thống bị truy tố trong vụ hình sự liên bang vì âm mưu đảo ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Jason Lam là cựu công tố viên nay làm luật sư bào chữa Phoenix cho biết văn phòng bà Mays không bị ràng buộc theo chính sách của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Nói về việc phía công tố đề nghị đại bồi thẩm đoàn không truy tố ông Trump, ông Lam cho rằng đó là sự lựa chọn chứ không phải là nghĩa vụ. Ngay cả khi ông Trump bị buộc tội và văn phòng bà Mays không muốn truy tố ông, vẫn có cách khác để hủy bỏ vụ này mà không xâm phạm quyền tự trị của đại bồi thẩm đoàn. Hành khách kiện hãng Delta Airlines vì từ chối hoàn tiền sau đợt trục trặc máy tính nghiêm trọng. Hành khách kiện hãng Delta Airlines vì hãng từ chối hoàn trả toàn bộ tiền sau khi hoãn hoặc hủy chuyến bay của hành khách trong đợt trục trặc máy tính nghiêm trọng trong tháng trước.
Đơn kiện tập thể được công bố vào hôm thứ Tư tại Tòa án Liên bang ở Atlanta sau khi trục trặc ngày 19 tháng 7, ảnh hưởng lớn đến các hãng hàng không, ngân hàng, bệnh viện và đường dây khẩn cấp. Hành khách cáo buộc Delta vi phạm hợp đồng vì không hoàn tiền tự động, chỉ hoàn một phần tiền nếu hành khách đồng ý không kiện tụng thêm. Họ cũng cho rằng Delta phải bồi thường cho họ chi phí khi đặt lại chuyến bay với các hãng khác, khách sạn và ăn uống. Một trong bốn nguyên đơn, ông John Brennan ở Florida cho biết vợ chồng ông bị lỡ chuyến du lịch kỷ niệm 10.000 đô la do bị mắc kẹt ở Atlanta, nhưng Delta chỉ đề nghị bồi thường 219 đô la. Đơn kiện nói rằng hành vi không công bằng, trái luật và phi lý giúp Delta thu lợi bất chính bất chấp thiệt hại của khách hàng. Delta từ chối bình luận về vụ kiện, nhưng nói rằng hành khách có chuyến bay bị gián đoạn có thể yêu cầu hoàn tiền và đòi bồi thường chi phí phát sinh. Theo luật sư Joseph Sauder của các nguyên đơn, hành khách của Delta bị mắc kẹt phải chờ nhiều ngày để đến điểm đến của họ. Khi hành khách đòi hoàn tiền, Delta từ chối. Trục trặc bắt nguồn từ bản cập nhật software từ công ty an ninh mạng CrowdStrike ảnh hưởng đến hơn 8 triệu máy tính trên toàn thế giới, cũng như ảnh hưởng đến nhiều khách hàng của Microsoft. Nhiều hãng khác hoạt động gần như bình thường ngày hôm sau, nhưng vẫn còn trục trặc tại Delta, dẫn đến hơn 6.000 chuyến bay bị hủy. Một người ở Texas bị xử tử vì sát hại người chạy bộ năm 1997. Một người ở Texas bị xử tử vào chiều thứ Tư vì sát hại một phụ nữ đang chạy bộ gần nhà của bà ở Houston cách đây hơn 27 năm. Ông Arthur Lee Burton, 54 tuổi, bị giết thuốc độc tại nhà tù tiểu bang ở Huntsville và được tuyên bố tử vong lúc 6 giờ 47 phút chiều theo giờ địa phương. Ông bị xử tử vì giết chết và âm mưu hãm hiếp bà Nancy Adaman, 48 tuổi, hồi tháng 7 năm 1997. Bà Adaman bị đánh đập tàn nhẫn và siết cổ bằng dây dài của bà trong khu rừng gần đường chạy bộ. Ông Burton thú nhận giết chết nạn nhân, nhưng sau đó lại rút lại lời thú tội trong phiên xử. Vài giờ trước khi xử tử, tố cáo pháp viện bác đề nghị can thiệp sau khi tòa cấp dưới trước đó bác đề nghị hoãn xử tử của ông Burton. Luật sư của ông Burton lý luận rằng báo cáo của hai chuyên gia và hồ sơ cho thấy ông Burton bị thiểu năng trí tuệ, cho nên ông được miễn án tử hình. Tuy nhiên, phía công tố cho biết ông Burton trước đó không nêu lên vấn đề thiểu năng trí tuệ và chờ đến 8 ngày trước buổi xử tử mới nói đến chuyện này. Trong báo cáo vào ngày 1 tháng 8, một chuyên gia từ văn phòng công tố của ngạc Harris, nơi mà truy tố ông Burton, nói rằng ông không thấy bất kỳ bằng chứng nào là ông Burton bị thiểu năng trí tuệ. Tố cáo pháp viện năm 2002 cấm xử tử người bị thiểu năng trí tuệ. Nhưng các tiểu bang quyền quyết định cách xác định khuyết tật như thế này. Ông Burton bị kết tội năm 1998, nhưng án tử hình của ông bị tòa phúc thẩm Texas hủy bỏ năm 2000. Ông lãnh án tử hình khác tại phiên xử mới năm 2002. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658, sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho bác thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. San Francisco cân nhắc cấm rẽ phải khi đèn đỏ trên toàn thành phố. Cư dân San Jose và nhân viên y tế tuần hành phản đối đóng cửa trung tâm chấn thương. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mại tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mại giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.